Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón các xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mệnh vận trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Kỷ Mùi sinh năm 1979, thần tài ban lộc, giàu sang viên mãn, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Kỷ Mùi, Kỷ Mùi đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Kỷ Mùi, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với Kỷ Mùi, Kỷ Mùi nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Kỷ Mùi cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Kỷ Mùi không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Kỷ Mùi. Không có ai là không thể thay thế. Không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Kỷ Mùi. Vì thế, nếu sau này người Kỷ Mùi yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Kỷ Mùi có thể đặt niềm tin, Kỷ Mùi cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Kỷ Mùi đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Kỷ Mùi chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Kỷ Mùi. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Kỷ Mùi, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Kỷ Mùi, Kỷ Mùi hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Kỷ Mùi lắng lại, rồi nỗi đau của Kỷ Mùi cũng sẽ dần biến mất. Kỷ Mùi đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Kỷ Mùi có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Kỷ Mùi có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Kỷ Mùi không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Kỷ Mùi tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Kỷ Mùi. Hãy nhớ điều này, nếu không Kỷ Mùi sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Kỷ Mùi ít khi gặp mọi người. Nhưng Kỷ Mùi hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Kỷ Mùi hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, Kỷ Mùi đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Kỷ Mùi hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Kỷ Mùi nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Kỷ Mùi, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Kỷ Mùi phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Kỷ Mùi 1979, thần tài ban lộc, giàu sang viên mãn, đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Kỷ Mùi được xa hơn, để bản mệnh Kỷ Mùi có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Kỷ Mùi hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Kỷ Mùi, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Kỷ Mùi sẽ có cả hung lẫn cát.
Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Kỷ Mùi tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Kỷ Mùi cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi tháng 3 âm lịch năm 2024. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng không mấy thuận lợi cho bản mệnh Kỷ Mùi. Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và áp lực từ nhiều phía. Nguyên nhân chủ yếu là do nguyệt lệnh suy ảnh hưởng đến tâm trạng, tư duy và quyết định của Kỷ Mùi. Kỷ Mùi dễ bị dao động, lo lắng và mất tự tin trước những cơ hội và thay đổi trong cuộc sống. Kỷ Mùi cũng có thể bị cám dỗ bởi những lời mời gọi hấp dẫn, nhưng không rõ ràng về công việc, đầu tư hay hợp tác. Điều này có thể khiến Kỷ Mùi rơi vào những rắc rối và mất mát nếu không cẩn thận. Để vượt qua những khó khăn này, Kỷ Mùi cần phải giữ tinh thần, ý chí và niềm tin vào bản thân. Đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những thành công hay thất bại của người khác. Hãy nhìn nhận mình một cách khách quan và tự nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Hãy tập trung vào những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống của mình. Đừng mơ mộng quá về những gì quá xa vời. Hãy nhớ rằng, những điều tốt đẹp sẽ luôn xuất hiện khi Kỷ Mùi không ngừng cố gắng. Về công việc, thị trường lao động hiện nay đang rất khó khăn và cạnh tranh. Những bản mệnh Kỷ Mùi đang xin việc cảm nhận rõ sự khó khăn này khi mọi thứ thật giả lẫn lộn. Nếu không thận trọng, Kỷ Mùi cũng rất dễ bị lừa và mất tiền. Kỷ Mùi nên kiểm tra kỹ thông tin, uy tín và chính sách của công ty trước khi nộp hồ sơ hay phỏng vấn. Đồng thời, Kỷ Mùi cũng nên chuẩn bị kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để có thể tự tin ứng tuyển. Những bản mệnh Kỷ Mùi đã có việc làm ổn định cũng không nên chủ quan hay thoải mái. Kỷ Mùi có thể gặp phải những áp lực, xung đột hay tranh chấp trong công việc. Kỷ Mùi cũng có thể bị thu hút bởi những lời mời chuyển đổi công việc, khiến Kỷ Mùi suy nghĩ rất nhiều. Kỷ Mùi nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Kỷ Mùi cũng nên giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, sếp và khách hàng. Kỷ Mùi nên học hỏi, trao đổi và hợp tác với những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao hơn mình để nâng cao năng lực và hiệu quả công việc. Tình cảm của bản mệnh Kỷ Mùi trong tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng không mấy suôn sẻ. Những bản mệnh Kỷ Mùi đã có gia đình hay bạn đời sẽ gặp nhiều mâu thuẫn, bất đồng và cãi vã. Nguyên nhân có thể là do sự khác biệt về quan điểm, tính cách hay lối sống. Kỷ Mùi và người ấy cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về tiền bạc, công việc hay gia đình. Điều này khiến cho hai người không còn thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau như trước. Để khắc phục những khó khăn này, Kỷ Mùi cần phải có sự kiên nhẫn, linh hoạt và thông cảm. Kỷ Mùi nên lắng nghe, hiểu và chia sẻ cùng người ấy về những điều mình đang gặp phải. Kỷ Mùi cũng nên biết cách nhượng bộ, xin lỗi và tha thứ khi có sai sót. Kỷ Mùi cũng nên dành thời gian và tình cảm cho người ấy, tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hay đi du lịch cùng nhau để tăng cường gắn kết và hạnh phúc. Bản mệnh Kỷ Mùi độc thân thì cuộc sống đang có những dấu hiệu thay đổi tích cực khi Kỷ Mùi tìm được người khác giới sẵn sàng bầu bạn, chia sẻ cuộc sống với mình. Kỷ Mùi có thể gặp được người ấy qua những hoạt động xã hội, công việc hay bạn bè. Kỷ Mùi nên biết cách tận dụng cơ hội này để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Kỷ Mùi nên tỏ ra thân thiện, chân thành và quan tâm đến người ấy. Kỷ Mùi cũng nên biết cách bày tỏ cảm xúc của mình một cách rõ ràng và trung thực. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Kỷ Mùi, Thiên Đức hộ trì bản mệnh, giúp Kỷ Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc và tài chính. Tháng này là thời điểm thuận lợi để Kỷ Mùi khởi động những dự án mới, đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng và tận dụng những cơ hội phát triển bền vững. Kỷ Mùi có thể đón nhận được nhiều nguồn thu nhập mới hoặc được thăng tiến, tăng lương, thưởng Tết. Kỷ Mùi cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người quen biết, đồng nghiệp hoặc cấp trên. Kỷ Mùi sẽ có cảm giác hài lòng và tự tin về khả năng của mình. Tuy nhiên, Kỷ Mùi cũng không nên quá lạc quan hay hào phóng khi sử dụng tiền bạc. Kỷ Mùi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính. Kỷ Mùi cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và dự phòng cho những rủi ro có thể xảy ra. Đặc biệt, Kỷ Mùi không nên vội vã hay thiếu thận trọng khi tham gia vào những dự án lớn, đòi hỏi nhiều vốn và rủi ro cao. Kỷ Mùi cần phải tìm hiểu kỹ thông tin, phân tích tình hình thị trường, đánh giá khả năng sinh lời và rủi ro của từng dự án. Kỷ Mùi cũng nên bắt đầu từ những khoản đầu tư nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. Nhìn chung, bản mệnh Kỷ Mùi sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 rất thuận lợi về mặt tài chính, nhưng cũng cần phải cẩn trọng và khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc. Kỷ Mùi hãy biết nắm mắt và khai thác tốt những cơ hội mà Thiên Đức mang lại cho Kỷ Mùi. Với bản mệnh Kỷ Mùi,
Sức khỏe thường bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và tình cảm. Khi tâm trí luôn căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này khiến cho bản mệnh Kỷ Mùi dễ mắc phải các bệnh tật về thể chất như cảm cúm, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, mất ngủ. Vì vậy, Kỷ Mùi cần phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn trong thời gian này, không nên coi thường hay bỏ qua các triệu chứng bất thường của cơ thể. Khi cảm thấy không khỏe, Kỷ Mùi nên đi khám bác sĩ hoặc dùng thuốc theo chỉ định. Đừng tự ý dùng thuốc hoặc chữa trị theo kiểu dân gian mà không có căn cứ khoa học. Ngoài ra, Kỷ Mùi cũng nên xây dựng một lối sống lành mạnh và khoa học để nâng cao sức khỏe, đó là nghỉ ngơi đủ giấc, không thức khuya hoặc ngủ quá nhiều. Kỷ Mùi nên có một giấc ngủ chất lượng, từ 7, 8 tiếng mỗi đêm. Trước khi đi ngủ, Kỷ Mùi nên tắt điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác để tránh ánh sáng xanh gây mất ngủ. Giải tỏa căng thẳng và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, Kỷ Mùi có thể làm những việc mình yêu thích như nghe nhạc, xem phim, đọc sách, vẽ tranh. Kỷ Mùi cũng nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và nhận được sự động viên và an ủi. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, cân đối các loại thực phẩm, Kỷ Mùi nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt cá và tránh ăn quá nhiều đồ chiên, rán, đồ ngọt, đồ mặn. Tập thể dục thường xuyên, ít nhất là 30 phút mỗi ngày, Kỷ Mùi có thể chọn các hình thức tập luyện phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, yoga, aerobic, bơi lội. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Kỷ Mùi. Vậy, bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Kỷ Mùi sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Kỷ Mùi cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi bận rộn và dường như say sưa vào các dự án lớn nhỏ, mãi đuổi theo các cơ hội mà Kỷ Mùi trở nên lơ là trong khía cạnh sức khỏe. Ngũ hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này, nghỉ ngơi, nạp năng lượng tích cực là điều con giáp tuổi Kỷ Mùi cần làm cho tháng mới. Chọn lựa môn thể dục phù hợp, giúp Kỷ Mùi gạt bỏ những mệt mỏi và có thêm động lực. Luận tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi, tháng này bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc trong tháng 4 âm lịch này. Vốn đã là người thực tế nổi tiếng, nhưng trong tháng 4 này, đôi chân sẽ càng chạm sát đất hơn đến các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nhiều người nhờ kế hoạch tiền bạc chặt chẽ đã có được một khoản tiết kiệm kha khá, giúp Kỷ Mùi an tâm hơn với kế hoạch tài chính của mình trong tương lai. Một số con giáp tuổi Kỷ Mùi cũng đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp để sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan nhất có thể. Không phải ngẫu nhiên mà Kỷ Mùi là con giáp giàu có như lời người ta đồn đâu nhé. Bản mệnh vốn cũng là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ cả. Vốn Kỷ Mùi chẳng bao giờ mơ về việc làm giàu nhanh, nên luôn tập trung vào việc tiết kiệm để có cuộc sống mà mình mơ ước. Nhờ những suy nghĩ thấu đáo về chuyện tiền bạc, nên lúc này Kỷ Mùi có thể giúp một nửa của mình hoặc đồng nghiệp, người thân giải quyết nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến chuyện tiền nong. Sao Thiên Đức hỗ trợ cho rất nhiều người tuổi Kỷ Mùi phát tài phát lộc trong thời gian này. Khi Kỷ Mùi có được sự uy tín trong công việc, thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác, hứa hẹn có nhiều hợp đồng mới phát sinh, mang lại cho Kỷ Mùi nguồn lợi nhuận đáng kể. Theo luận giải mới nhất về tử vi tháng 4 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh Kỷ Mùi dù vẫn còn đôi chút khó khăn và thử thách phía trước, song tháng mới vẫn ghi nhận những sự tiến bộ và khởi sắc trong công việc của người tuổi này. Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Kỷ Mùi chủ về sự thăng quan, tiến chức, theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này có thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Đặc biệt, quan đới rất có lợi cho người làm quan chức, lãnh đạo, cấp trên, tức những người nắm quyền hành trong tay, rất có thể bản mệnh sẽ có sự điều chuyển về vị trí công tác. Nhưng yên tâm là đều theo chiều hướng tích cực, nhưng nhắc nhở tuổi Kỷ Mùi đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang, càng có lợi thế trong tay, Kỷ Mùi càng cần giữ vững phương châm, thắng không kiêu, bại không nản, vừa khiêm nhường, lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, có như vậy mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Tuy nhiên, nếu Kỷ Mùi đang mong chờ một sự bùng nổ nhất định, thì tháng này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Mọi việc chỉ có thể được coi là suôn sẻ, bản mệnh cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đặt ra, thì chắc chắn có thể có thu hoạch đáng mừng. Với sự chắc chắn của mình, con giáp này có thể tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong mắt mọi người. Dù vậy, hung tinh thái tuế cũng dự báo về hung hiểm tiềm ẩn. Tuổi Kỷ Mùi có thể bị tiểu nhân cản trở, cướp đoạt công sức nếu không đủ tỉnh táo và sáng suốt. Hãy thận trọng với những người xung quanh.
Đừng vội tin lời nịnh bợ nhằm bịt mắt Kỷ Mùi, càng những người thường ngày ít giao thiệp nhưng bỗng trở nên sởi lởi, Kỷ Mùi càng cần đề phòng để tránh thiệt thân. Đồng thời, tập trung tinh lực vào công việc, bỏ ngoài tay rắc rối, thị phi, làm tới đâu sẽ nhìn thấy ngay thành quả tới đó. Luận tử vi tình cảm tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi có xu hướng khởi sắc, khích lệ tinh thần phần nào. Vận đào hoa khá vượng, nam nữ độc thân cần chủ động nắm bắt cơ hội để tìm kiếm nửa kia phù hợp, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Nếu cứ mãi do dự vì lo lắng những điều viển vông, Kỷ Mùi sẽ chẳng thể có được hạnh phúc đích thực. Tuy đào hoa vượng nhưng lại không tốt với những ai đã có đôi có cặp hoặc kết hôn, bởi nó rất dễ thu hút người thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm. Ai đang trong diện này nên thận trọng trong các mối quan hệ, giữ khoảng cách với người khác giới, tránh phút yếu lòng, không kiềm chế bản thân mà phạm lỗi lớn, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Với những cặp đôi đang còn giận hờn, hoài nghi hay phát sinh mâu thuẫn, đây là thời điểm thích hợp để hai bên hòa giải, nên sắp xếp buổi hẹn hò lãng mạn hoặc một chuyến đi chơi xa. Khi dành toàn bộ thời gian cho nhau, cả hai càng thêm thấu hiểu, tình yêu càng gắn kết. Để kích hoạt đào hoa cát thêm vượng, tuổi Kỷ Mùi có thể vận dụng phong thủy phi tinh vào đời sống thường nhật. Quan sát thấy nhất bạch đào hoa tinh đồng cung ở trung cung, báo hiệu vận đào hoa tăng lên gấp đôi, hỉ khí càng thêm dồi dào tại phương vị này. Ở khu vực chính giữa ngôi nhà cần giữ gọn gàng, sạch sẽ, đồng thời có thể đặt một lọ hoa tươi ở đó. Lưu ý, nếu hoa có dấu hiệu héo tàn, cần thay ngay lập tức, đừng để gây phản tác dụng, thu hút đào hoa dữ. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video, lộ diện tháng phát tài lớn nhất Kỷ Mùi 1979 thần tài ban lộc, giàu sang viên mãn, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Kỷ Mùi trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 5 âm lịch này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và tập luyện thể thao. Sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, Kỷ Mùi vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Lúc mệt mỏi, hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não, có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Lưu ý, trong tháng có âm sát hung tinh xuất hiện, mang theo dấu hiệu xui xẻo như tai nạn bất ngờ hoặc những thay đổi cực lớn về mặt cảm xúc. Kỷ Mùi nên chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại hay làm việc tay chân, đặc biệt phải làm chủ cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh. Theo luận giải mới nhất tử vi năm 2024 cho thấy, tài lộc tuổi Kỷ Mùi tháng 5 âm lịch này khá vượng, công việc thuận lợi, cơ hội thăng quan tiến chức rõ ràng, sẽ tác động không nhỏ đến thu nhập của con giáp này, tài vận khởi sắc, thu nhập dư giả. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải cân đo, đong đếm quá mức, bản mệnh nên tiết kiệm một phần thu nhập để đề phòng khi có việc cấp bách. Ngoài ra, lịch vạn niên cũng nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận khi hợp tác làm ăn hay dốc vốn đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào. Trong tháng 5 âm lịch, có tiểu hao hung tinh quấy nhiễu, tiền bạc mất mát một phần nhỏ, tuy không quá lớn, nhưng nếu cứ trượt dài thì nhiều món tiền nhỏ cũng thành một món tiền to. Nên nghiên cứu kỹ dự án, tìm hiểu về đối tác làm ăn, có giấy tờ hợp đồng rõ ràng để tránh bị lừa đảo hay xảy ra tranh chấp về sau. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Kỷ Mùi có một tháng làm việc hăng say và phát huy cao độ với những lợi thế mà mình đang có. Cục diện tam hội thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu, tháng này rất thích hợp để Kỷ Mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Sau giai đoạn thử nghiệm ở những tháng đầu năm trước đó, Kỷ Mùi cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án cho phù hợp. Bước sang tháng 5 âm lịch cho thấy, Kỷ Mùi sẽ cần một kế hoạch chi tiết và rõ ràng hơn trong sự nghiệp cá nhân để không lãng phí thời gian cho những việc vô bổ nữa.
Đừng quá lo lắng, những vấn đề Kỷ Mùi chưa hiểu rõ cũng sẽ sớm có người giải đáp và chỉ điểm để Kỷ Mùi biết mình nên làm gì là tốt nhất. Cát tinh trong tháng cũng khuyến khích Kỷ Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Sự nỗ lực chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế, trong quá trình làm việc, Kỷ Mùi cũng gặp những khó khăn như người khác, nhưng chính nhờ tinh thần không ngại khó ngại khổ nên đạt được mục tiêu trong khi những người khác phải chịu thất bại. Nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn, những chú dê cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Đặc biệt, tháng này Kỷ Mùi còn có cả sao Tả phù và hữu bậc phù trợ, khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là Kỷ Mùi có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ, đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức Kỷ Mùi bỏ ra bấy lâu. Cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê, Kỷ Mùi được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân. Cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Thiên diêu nhập cục, cát tinh này là điềm báo cho thấy một tháng rực rỡ về tình cảm sắp tới với tuổi Kỷ Mùi. Trong tháng 5 âm lịch, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong vận trình tình duyên của mình. Tháng 5 âm lịch mặc dù công danh tài lộc có chút áp lực, nhưng bản mệnh Kỷ Mùi lại có chỗ dựa về tình cảm. Điều này giúp Kỷ Mùi không quá bi quan, chán nản khi mà liên tiếp vấp phải thất bại ngoài ý muốn. Người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón Kỷ Mùi mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương, mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng. Người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen, kết bạn với người khác giới, có thể sự bí ẩn sẽ là nét quyến rũ riêng của Kỷ Mùi và thu hút thêm sự chú ý của những người xung quanh. Nam mệnh được Thái Dương trợ mệnh nên đường tình duyên cũng đào hoa hơn, có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc về tình cảm. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Kỷ Mùi 1979, thân tài ban lộc, giàu sang viên mãn đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Kỷ Mùi nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.